Hồi đó mình vay mấy trăm hả chú? Cái này đó mình vay bao nhiêu chú? Mình vay á, ý là mình đang vay bao nhiêu cái nhà này chú? Vay hơn tỷ thôi. Mà nói thương thật sự là chú, sao chú bán cái nhà này chú? Bây giờ là có tôi là bà xã bà chế rồi, còn có mình tôi thôi. À bà xã mất, bà xã chú mất hả? Chế rồi còn có mình tôi thôi. Dạ. Mà tôi là có hai đứa con gái thôi. Hai đứa con gái à? Chúng nó có nhà nào có đủ điều kiện mà giờ nó muốn bắt ép là bán thì nó không dám, nó không chịu bỏ tiền ra để nó đóng vào ngân hàng. À. Bây giờ nó buộc phải bán đi để lấy tiền vất vào ngân hàng. À. Chứ còn lại nó không chịu là bỏ tiền là vất vào ngân hàng. À. Thì nó ép tôi phải về nhà ở với nó. À, nó ép chú phải về nhà ở nên để là nó ép bán rẻ đi cũng bán bà nội nọ kia để ép tôi về ở, vì giờ tôi lớn tuổi thì muốn cho ở một lần. À. Nội dung nó là như dạ, dạ. Có nghĩa là nhưng con cái của chú là muốn về, chú về ở nó bán cả hai cái này cơ. Bán hai cái là chết dở luôn. Không, không, nếu bán cả hai cái tao không chịu ở chung với mày. À. Tao giờ cũng chưa phải đến nỗi lớn tuổi thì quá lớn rồi, nhưng mà là không muốn ở chung. Ở chung với mày được, các cháu nó quậy chị. À, các cháu quậy ha. Nhưng mà bây giờ con cháu nó muốn về ở chung thì bắt buộc phải bán bớt một căn ha. Còn cái này tôi bảo hay là tôi rút bên này một mình chợ bên này. À, bán một cái bên kia rồi ở bên này. Để dạ. Tôi sửa lại, tôi đóng lại là không cái này. Đâu. Dạ, dạ, chứ nhà cũng đẹp mà. Rồi, mến chào quý anh chị ha. Là lại em đây, Phan Hảo Bà Rịa Vũng Tàu, chuyên sang hàng ngọc. Thì hôm nay em đang có mặt tại trung tâm của xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay em lên cho anh chị một căn nhà mới tinh luôn ha. Nằm ngay trung tâm của xã Phước Hưng, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu, sát với lại đường ven biển Vũng Tàu Bình Châu quý anh chị. Cách đường ven biển Vũng Tàu Bình Châu thì đâu đó khoảng tầm là 10 mét thôi ha. Tí nữa em sẽ quay ra cho quý chị xem. Thì chú chủ nhà có tâm sự là căn nhà tâm huyết nha quý chị. Tổng diện tích trong sổ của mình là 129m2 ha. Ngang là 6m, sâu là 21m6. Diện tích thực ở ngoài là dài 23 nha quý chị. Nhưng mà chủ bán theo trong sổ ha. Dài là 21m6. Full hết thổ cư, nhà của mình là quay về hướng bắc quý chị. Sát với lại nhà thờ Phước Hưng này, rồi trường học Minh Đạm luôn ha. Và đặc biệt là sát với đường ven biển Vũng Tàu Bình Châu. Tí nữa em sẽ quay ra cho quý anh chị xem. Hiện tại chủ đang có 2 căn nhưng mà bán bớt 1 căn cho quý anh chị. Thì nhà của mình thì em xin nói luôn là gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và 3 toilet nha quý anh chị. Đây toilet này. Thì ở dưới tầng trệt này thì em xin nói luôn là một phòng khách. Và đây là phòng bếp bàn ăn ha. Và sau này là phòng giặt. Toilet đây quý anh chị. Rồi bây giờ em sẽ quay lên lầu cho quý anh chị xem. Giá cực kỳ hời quý anh chị, giá chỉ có 2,5 tỷ ha. Còn bớt cho anh chị thiện chí quan tâm làm việc trực tiếp với chủ nhà luôn. Nhà mới tinh luôn quý anh chị. Thì ở trên này là gồm 1 phòng ngủ này. Và phía bên này là 2 phòng ngủ. Còn phía bên này là ban công ha. Ban công đi ra trước được luôn quý anh chị. Bây giờ em sẽ quay cho quý anh chị xem. Thì ở đây là có một phòng đây. Và toilet riêng luôn ha. Toilet riêng quý anh chị. Còn phía sau này cũng có toilet quý anh chị. Đây. Wow, ra phía sau này cực kỳ mát luôn quý anh chị. Đây là toilet ngoài này. Mình là 3 toilet, 2 phòng ngủ ha. Còn cầu thang đi là cầu thang đi lên bồn nước ha.
nhà mình quay về hướng Bắc. Anh chị nào hợp hướng Bắc thì inbox cho em. Nhà quá đẹp luôn quý anh chị. Đây là phòng ngủ trên lầu thứ hai. Đứng đây là mình nhìn thấy đường ven biển Vũng Tàu Bình Châu quý anh chị. Thì đường ven biển Vũng Tàu Bình Châu đó mình rẽ trái là đi qua ngay cầu Cửa Lấp, cách cầu Cửa Lấp khoảng tầm 2 km thôi. Qua khỏi cầu Cửa Lấp là đi về phường 12 của thành phố Vũng Tàu. Cách trung tâm của thành phố Vũng Tàu khoảng tầm là 16 km nha quý anh chị. Còn rẽ phải là đi về biển Long Hải, đi về Hồ Tràm, Hồ Cốc, Lê Ghi, Bình Thuận, Xuyên Mộc quý anh chị. Phía bên này có ban công quý anh chị. Bên kia là trường học Minh Đạm nha quý anh chị. Minh Đạm ha. Xa xa kia là núi Minh Đạm. Lên trên ban công mình đứng khá là mát luôn quý anh chị. Tại vì mình là gần nhà thờ, gần trường học, gần ủy ban. Đi ra biển khoảng tầm 5 phút đi xa là tới biển rồi quý anh chị. Nhà mới tinh luôn quý anh chị. Đường đi ra đường nhựa phía trước ha. Thì con đường này là đi chung giữa hai căn nhà, một căn này và căn này. Thì hai căn này là một chủ nha quý anh chị, nhưng mà chủ lớn tuổi rồi, kẹt tiền muốn bán gấp một căn này. Bán gấp một căn này để lại căn bên này ha. Bây giờ em sẽ quay ra đường 36m đường ven biển nha quý anh chị xem. Mình là sổ hồng riêng công chứng sang tên ngay nha quý anh chị. Hẻm này là khoảng tầm hơn 1 mét nha quý anh chị, hẻm xe máy thôi ha. Ra đây là đường ô tô thoải mái quý anh chị. Đường thông thường quý anh chị ha. Mình rẽ trái ra đây là đường ven biển Vũng Tàu Bình Châu rồi quý anh chị. Đường này là khoảng tầm 3 mét thôi quý anh chị. Hẻm đi vào nhà mình là hẻm xe máy ha. Trên sổ của mình là hiển thị đường đầy đủ nha quý anh chị. Ở đây là trường học, chợ, ủy ban rất là gần luôn quý anh chị. Thì ngay đây là ngã ba Lò Vôi nha quý anh chị. Ngay đây là phòng công chứng Ngô Văn Tiến quý anh chị. Hướng đi về Long Hải, đi về biển Phước Hải ha. Còn hướng này là đi về cầu Cửa Lấp này, đi về biển Phước Tỉnh. Đi về trung tâm của thành phố Vũng Tàu ha. Đi hướng này. Đường này là đường ven biển Vũng Tàu Bình Châu nha quý anh chị. Mình rẽ vào đây. Anh chị quan tâm căn nhà này thì inbox liền cho em, giá chỉ có 2 tỷ rưỡi thôi. Bây giờ em sẽ quay sổ và soi quy hoạch xuống gì xem ạ. Quý anh chị, mình là sổ sẵn công chứng sang tên ngay ha. Hiện tại chủ đang vay ngân hàng nha quý anh chị. Thì anh chị nào mà quan tâm thì mình làm việc đặt cọc xong rồi trước ngày công chứng, chủ sẽ lấy sổ cho mình công chứng ha. Thửa đất số là 116 tờ bản đồ 50, địa chỉ là xã Phước Hưng, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 129,2 m², hình thức sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn, full thổ cư, thời hạn lâu dài. Đây quý anh chị, nhà của mình là quay về hướng Bắc. Ngang là 6m, sâu là 21m rưỡi. Sổ của mình là hiển thị đường đầy đủ quý anh chị. Đây quý anh chị. Mình là đường hiển thị vào trên sổ mình luôn ha. Ngang là 6m, sâu là 21m rưỡi. Ra đây là đường ven biển Vũng Tàu Bình Châu rồi quý anh chị. Đây. Mình rẽ vào đây xíu xíu, một căn nhà là tới cái căn nhà của mình rồi ha. Rất là gần luôn. Trường học, ủy ban, chợ cũng sát đây luôn quý anh chị. Rồi cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Không quên cho em một like, một đăng ký kênh nha quý anh chị. Đất của mình là phủ hồng toàn bộ đất ở nông thôn hết ha.